Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin truyền thông độc quyền do đảng kiểm soát nhưng vẫn có cơ hội lột mặt quan chức dối trá. Ngày 6 tháng 10, AFP Tiếng Việt có bài bình luận của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên trưởng khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam. Bài viết có tựa đề Truyền thông thể hiện quyền lực chế độ và phát ngôn của lãnh đạo gây bão mạng xã hội. Tác giả nhận xét chế độ toàn trị bởi Đảng Cộng sản, độc quyền truyền thông không chỉ ngăn chặn thông tin xấu độc của thế lực thù địch mà còn để ca ngợi tính ưu việt của chế độ. Tuy nhiên, trong những tình huống bất ngờ, những phát ngôn của lãnh đạo có thể cho biết rất nhiều về sự thật bị che giấu. Hình ảnh bài bình luận trên AFP. Theo tác giả, bản tin thời sự của Đài truyền hình Việt Nam là sân khấu độc diễn của các lãnh đạo cấp cao trong chế độ. Nó phản ánh đặc trưng của chế độ Đảng Cộng sản toàn trị là quyền lực tập trung cao độ và sự lãnh đạo tập thể theo tôn ti trật tự, Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, rồi sau đó mới đến các lãnh đạo có thứ bậc thấp hơn. Tác giả cho rằng cơ chế thị trường khiến các quan chức có nhiều dịp để thể hiện cái tôi nhiều hơn, họ trở nên thật hơn với chính họ và công việc họ đang làm. Trong đó có các phát ngôn gây sốc, gây bão mạng và truyền thông đã chớp lấy cơ hội. Tác giả dẫn phát biểu của ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao vào ngày 18 tháng 9 vừa qua rằng cứ sai là kỷ luật hết thì lấy đâu ra người làm việc. Ông ấy cho rằng chỉ khi nào cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án, giả mạo hồ sơ thì mới phải chịu trách nhiệm. Phát ngôn gây sốc này ngay lập tức làm dậy sóng mạng xã hội. Tác giả cho hay các Facebookers đã gợi nhớ về câu nói của một nguyên lãnh đạo trong tứ trụ, đại ý rằng kỷ luật hết lấy cán bộ đâu ra mà làm việc. Dư luận cho rằng nói như thế là bao biện về năng lực chuyên môn, có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Hơn thế, nghị quyết quốc hội cho phép tỷ lệ 1,5% án oan sai là nguy. Dân oan sẽ có thể rất lớn, ước tính khoảng 9.000 vụ án oan sai được phép trên hơn 600.000 vụ án. Vẫn theo tác giả, từ chủ trương sai việc hoạch định và thực thi chính sách bất chấp có thể gây hậu quả nghiêm trọng, như vụ hành quyết tử tù oan Lê Văn Mạnh vào ngày 22 tháng 9 vừa qua. Hình ảnh chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, người gần đây có phát ngôn gây sốc. Tác giả đánh giá trong chiến dịch chống tham nhũng, không ít lãnh đạo bị loại khỏi hệ thống quyền lực. Lời nói trái ngược với việc làm, họ đã phơi bày sự giả dối, bộ mặt đạo đức giả. Những lời rao giảng đạo đức tương phản với những gương mặt thiểu não vì đã bị đảng kỷ luật hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tác giả nhận định sự khác biệt về thể chế chính trị có thể được tôn trọng, nhưng sự khác biệt giữa tự do và độc quyền, trong đó có truyền thông, báo chí không thể không được nhận thức về tính ưu việt của nó cho phát triển của mỗi quốc gia. Trong khi độc quyền truyền thông nhằm mục đích tạo sự trung thành và vâng lời với đảng, với chế độ, thì tự do báo chí thể hiện nguyên tắc hàng đầu của chế độ dân chủ là công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trước người dân. Tác giả kết luận, người dân không thích, không tin những kẻ giả dối và không muốn những kẻ như vậy nắm vận mệnh quốc gia. Thể chế cần cải cách theo hướng tạo ra cơ chế để nhận diện và có thể loại bỏ các phần tử này. Nhưng thật trớ trêu, trong khi đảng cam kết làm trong sạch bộ máy, thì trong giới tinh hoa vẫn tranh cãi bất phân thắng bại rằng những cán bộ lãnh đạo suy thoái tham nhũng đang hủy hoại chế độ, hay chế độ đang sụp đổ sản sinh những cán bộ lãnh đạo giả dối. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Truyền thông độc quyền do đảng kiểm soát nhưng vẫn có cơ hội lột mặt quan chức dối trá. Cướp tiệm vàng nở rộ. Một vụ cướp tiệm vàng vừa xảy ra trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh hôm 6 tháng 10 do nghi phạm từng là trưởng phòng thi hành án tỉnh này thực hiện. Báo Tuổi Trẻ loan tin, vụ cướp trên xảy ra tại tiệm vàng Toàn Huỳnh Châu trên đường Lê Lợi, thành phố Trà Vinh. Nghi phạm là Nguyễn Văn Tam, 48 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Trà Vinh. Ban đầu, Tam đến tiệm vàng để bán chiếc nhẫn trị giá hơn 7 triệu đồng. Hình ảnh, thông tin về vụ cướp tiệm vàng Trà Vinh ngày 6 tháng 10. Trong lúc chủ tiệm vàng, ông Lê Bá Toàn, 44 tuổi, tính tiền để trả, Tam bất ngờ dùng tay đánh nạn nhân và có ý lao vào quầy giao dịch để cướp tài sản. Bị tấn công, ông Toàn lấy máy tính và cây ném về phía đối tượng, rồi truy hô cướp. Tam bỏ chạy ra ngoài,
chủ tiệm vàng và người giúp việc đuổi theo cùng với người dân truy bắt, khống chế được nghi phạm, bàn giao cho cơ quan công an. Được biết, nghi phạm cướp tiệm vàng là Nguyễn Văn Tam, từng là trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, đã xin nghỉ việc từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 để đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, chỉ mới đi được 3 tháng thì Tam trở về và thực hiện vụ cướp tiệm vàng nói trên. Một vụ cướp tiệm vàng khác do một cựu đại úy công an thực hiện xảy ra vào ngày 31 tháng 7 tại chợ Đông Ba, thành phố Huế, theo báo Thanh Niên tường thuật. Vụ cướp này khá ly kỳ vì kẻ cướp mặc nguyên trang phục công an, cầm súng AK bắn chỉ thiên, xông vào nhiều tiệm vàng trong chợ Đông Ba, cướp rất nhiều vàng, rồi mang ra đường rải khắp nơi, rồi còn hô to với người dân, tới đó mà lượm vàng tề. Hình ảnh thông tin về vụ cướp tiệm vàng ở Huế ngày 31 tháng 7. Nghi phạm sau đó đã được xác định là Ngô Văn Quốc, 38 tuổi, trú tại xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại tòa, cựu đại úy công an này khai nhận, đi cướp tiệm vàng nhằm mục đích hạ thấp uy tín danh dự của lãnh đạo trại giam Bình Điền, nơi ông này công tác. Hành động cực đoan này của ông Quốc cho thấy mâu thuẫn trong nội bộ ngành công an đang rất gay gắt. Vụ này khiến nhiều người liên tưởng đến trường hợp của cựu đại úy công an Lê Chí Thành, người đã miệt mài theo đuổi việc tố giác những sai phạm của lãnh đạo mình là đại tá Lê Bá Thụy, giám thị trại giam Z30D tại Thủ Đức. Kết quả, đại tá Thụy vẫn bình yên vô sự, còn cựu đại úy Lê Chí Thành thì bị kết án 3 năm tù giam vì tội lợi dụng tự do dân chủ theo Điều 331. Cũng cần nói thêm, thời gian gần đây rộ lên rất nhiều vụ cướp tiệm vàng, cướp ngân hàng như phim Mỹ. Hình ảnh thông tin về vụ cướp tiệm vàng tại Cam Ranh ngày 23 tháng 9. Ngày 23 tháng 9, báo Tuổi Trẻ tường thuật về một vụ cướp xảy ra ở tiệm vàng Kim Thao, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đến nay, công an tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa truy bắt được hai nghi can của vụ cướp này. Hai nghi can này khá táo tợn và chuyên nghiệp khi mang khẩu trang, đội tóc giả, đi xe biển số giả, đeo theo súng và thực hiện vụ cướp chớp nhoáng. Một vụ khác nữa xảy ra vào tối ngày 11 tháng 8 tại tiệm vàng Kim Ngọc Phát, ngay mặt tiền đường Bùi Văn Hòa, khu phố 5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nghi phạm Lê Tấn Đạt, 25 tuổi, đến tiệm vàng này giả vờ mua vàng, rồi bỏ chạy. Khi bị truy đuổi, Đạt đã chạy vào hẻm cụt, rồi bị nhân viên tiệm vàng và người dân khống chế. Tối 7 tháng 6, một vụ cướp xảy ra ở tiệm vàng Đức Nam, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Hai nghi phạm là Lưu Văn Đạt sinh năm 1990 và Nguyễn Văn Doanh sinh năm 1989 đã dùng búa đập vỡ cửa kính để lấy vàng và nổ súng làm bị thương con trai của chủ tiệm vàng. Cả hai đã bị bắt giữ trong quá trình tẩu thoát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Cướp tiệm vàng nở rộ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d